Hello, xin chào các bạn nha, mình là Thành đây. Và lâu lâu rồi mình mới trở lại làm cái Dragon Ball Xeo thứ 2. Thì dạo này mình cũng nhiều việc bận lắm. Ok, thì hôm nay mình sẽ trở lại với cái mod Goku Ultra Instinct. Mới đọc là gì đây? Instinct. Thôi cứ đọc là Ultra đi, Goku Ultra. Thì cái form này thì anh em nào xem Dragon Ball Super thì đã biết là sau cái vụ nổ quả cầu Kenshi, khi mà đối với Jiren là Goku sẽ có một cái trạng thái này. Và ở trạng thái này thì Goku mẹ né đòn như thánh các bạn ạ. Rồi, thì không có nhiều nữa, thì mình sẽ thử cái mốt cho anh em xem. Và đối thủ chắc chắn là thằng đầu trọc này rồi, thằng Jiren. Có lẽ là Jiren là fan của Phan Đình Tùng chắc. Rồi, và một cái map quen thuộc là map vũ trụ, giải đấu vũ trụ Ultra Instinct Inti Insti. Nhìn như này thì nó không giống ở như là trong anime mới, tại vì là cái ki bao quanh người nó có một cái màu đen đen pha với màu đó, các bạn thấy không? Nó né đòn rất là ghê này. À các bạn thấy không? Đấy, mình đứng im cho nó đánh luôn này. Đấy, công nhận là ông nào làm cái mốt này ghê đấy. Né đòn mẹ mình như thánh này. Rồi, mày đánh anh hơi nhiều rồi, bây giờ anh bật cái sao hả? Jiren này máu trâu lắm các bạn ạ. Đánh không biết là bao giờ là mình chết đây. Rồi, ăn quả break rồi. Ăn đòn cho con. Còn Saiyan Spirit. Ui, chiêu này, chiêu này cũng không hút nhiều máu lắm. Đấy không? Auto né đòn các bạn ạ. Jiren này đuổi tôm. Tuy nhiên khi mà Goku mà hết trạng thái Ultra phát là lại bị hành ngay, hành sấp mặt lờ ngay. Úi trời ơi, ăn quả Kame. Ngon không em? Thằng Jiren nó chỉ dùng thường thì nó mới đánh cho mình thôi, chứ còn nó đánh thường này không ngờ đánh cho mình các bạn. Úi trời. Đây người ta gọi là double kill, và ăn hai quả brick vào mồm. Úi trời. Phỉnh đòn đấy. Đánh và ấy là được rồi. Cái chiêu đời con phượt này nó rất là dễ xịt nha các bạn nhé. Các bạn nên tìm cách stun thằng đối thủ trước khi dùng cái chiêu này, thì nó sẽ tỷ lệ trúng sẽ cao hơn. Hoặc là các bạn Brick Style nó này. Mình sẽ thử cố gắng Brick Style nó thế nào. Ui giời. Đấy, mình sẽ thử. Đấy, các bạn thấy không? Sau khi break style nó không thể né được. Mà nó ăn trọn ngay quả này này. Giáng lòng cho bắt trưởng vào mồm. Phải gọi là rất là đau đớn. Thành Jiren. Úi xổ rồi. Thành ra bã luôn các bạn. Nát hơn cả cám lợn. Cái gì vậy? Lắc 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 lắc. Tí nữa mình sẽ thử chọn Jiren và đấu với Goku dạng này xem mình có ăn được không. Thằng Jiren này nó dốt lắm, không biết dùng trưởng các bạn. Nó dùng trưởng thì từ nãy mình cũng đã mất khá khá máu rồi. Nó không thèm dùng cơ. Thế mới khinh địch chứ ạ. Upi. Sao thế nhỉ? Cứ bị làm sao thế nhỉ? Ôi rồi ôi thôi, kết thúc quá tuyệt vời dành cho anh Jiren. Ăn ngay quả đấm vào stream, chịu sao nổi. Cái okay, này mình sẽ thử cầm Jiren đấu lại với Goku Ultra xem. Biết là mình sẽ có ăn hay không, tại vì nó có chiêu auto né đòn rất là ghê gớm. Nhưng anh Jiren mắt mình không có tí lòng trắng nào luôn. Ây da, vừa vào đã bị ăn một quả rất là đau. Ui, các bạn thấy không thể đánh được luôn này, bắt buộc các bạn phải dùng skill trưởng
Đấy, nếu các bạn muốn lấy đi máu của thằng Goku này. Ui giời. Nhiệm vụ của mình bây giờ chỉ là né đòn thôi. Và tung skill. Chứ bình thường là né kinh lắm. Đấy, 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 đấy. Đến sơ quay tay rồi. Chết rồi. Nó khỏe quá bà con ơi. Nó khỏe quá bà con ơi. Không có cơ hội để dùng. Ủa. Định dùng Dragon Fruit các bạn. Quá nguy hiểm. Maki lên trận thế. Zidane này máu cũng trâu. Máu không trâu thì cũng mà vỡ mồm từ nãy rồi. Ôi trời ơi. Bắn lại còn xịt nữa. Ơ. Ôi xong. Ôi trời, ngon quá, tự lao đầu vào. Đấy, 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 nó phải như thế, đúng không? Thế thì mình có cơ hội ăn được, các bạn nào. Bây giờ mình sẽ chỉ chơi trưởng thôi. Đánh tay là không ăn thua. Và cũng thành phần như này, chúng ta chỉ dùng trưởng thôi, thì mới thắng được. Đấy rồi, bây giờ chiêu chơi kiểu du kích rồi. Đúng kiểu du kích Việt Nam luôn. Vừa đánh vừa lùi rồi. Vào đây, vào đây, vào đây. Ui dồi, cái gì vậy? What the fuck? Các bạn thấy hiện tượng gì xảy ra không? Thấy già nó cũng sắp chết rồi các bạn ơi. Cố lên. Cố lên gì đây ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Mày vào đây, bố mày sợ mày á. Vào đây, con ơi. Thấy già. Càng đấy. Ui dồi. Thế mà không chết luôn đi. Ây da. Ây da. Móc cua thần trưởng ở đâu đấy em? Vâng, mặc dù là nó dùng hack nhưng mà mình vẫn thắng được. Nói chung là các bạn cầm thằng Goku này đi đánh quét thôi, bá đạo khỏi nói, chắc chào giờ chết. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Đừng quên ủng hộ kênh để sẽ cố gắng làm nhiều video cho anh em. Bye bye.